Bài test của đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đó là tra tất cả keo trên mặt Cebu. Sau đó chúng ta test với fan stop. Mời các bạn. Ok anh em quan sát nhé, Tùng đang dùng chạy cho fan stop này, cộng với cái điều kiện là dùng keo mới 4 này và Cebu G. Và chúng ta đang test fan stop thì cái nhiệt độ của nó đang ổn định ở trạng thái từ 49 đến 50 độ C khi chúng ta cưỡng bức chạy full Cebu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang test với Unfortech fan tỏa nhiệt ngoài hệ mặt trời. Mời các bạn. Ok, chào anh em. Chào mừng anh em đến với No 2 Công Nghệ. Thấy anh em chém gió và bàn cãi cái vấn đề là cái quạt stop này. Nó có hai mã anh em để ý nhá. Một mã là dưới 100.000 và một mã trên 100.000. Không mát bằng, có nghĩa khi chạy cái nhiệt độ Cebu của cái quạt theo Cebu sẽ ngon hơn cái quạt hàng tàu khựa LED RGB nháy dập trời được quảng cáo là để cho Cebu chạy ngoài hệ mặt trời. Vì vậy là hôm nay chúng ta sẽ có video chúng ta test với điều kiện cùng main cùng Cebu, hai quạt tỏa nhiệt khác nhau và cùng keo mới 4. Bây giờ thì mời các bạn đi test với chiếc fan stop trước, sau đó chúng ta sẽ test với quạt Cebu của hệ mặt trời. Mời các bạn. Đây anh em có câu hỏi là nó có bị kích giam hay không ý. Đây nhá, keo Tùng cho rồi này. Nó có bị kích giam hay không? Thì đây là câu trả lời cho anh em, không hề kích anh em nhé. Nhưng mà tháo ra cũng khó phết đấy. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi test ngay bây giờ. Đây này anh em này, nó không kích giam này, anh em nhìn thấy chưa? Nhưng mà tháo ra lắp vào thì nó hơi, để tay nó hơi chuẩn chuẩn chút là ok thôi. Đây nha anh em nhé, đây là cái loại đắt tiền này, vì vậy nó sẽ đảo màu RGB. Còn cái loại không đắt tiền thì nó sẽ chỉ đứng ở một cái màu RGB đứng im thôi, có nghĩa là các 7 màu sẽ chia đều 7 góc. Còn đây là nhiệt độ chúng ta. Vậy là tất cả các anh em đã sai, những con số đã đúng. Nhiệt độ đã hạ đi được khoảng 4 độ C, 3 đến 4 độ C so với cái fan stop trên cùng điều kiện test nhá. Vậy là anh em sai rồi nhá. Thực sự đây là câu nói không muốn nói, nhưng đúng là anh em đã sai và bảng nhiệt độ đã đúng. Cảm ơn anh em. Vì vậy một cái nó chỉ rơi vào khoảng là 30 đến 35 nghìn và được tặng theo Cebu. Còn một cái thì nó phải mua với giá hơn 100 nghìn và nó cũng có đôi chút khác biệt. Thứ nhất là hạ nhiệt độ Cebu để Cebu chạy ổn định hơn. Thứ hai là màu mè hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây là kênh YouTube mới của No 2, rất mong các bạn ủng hộ.